Hôm nay chúng ta sẽ review một con game bé bé thôi nhé. Thì con game này tác giả gửi cho mình, tác giả bảo là bạn ấy đang là sinh viên năm 4 sắp ra trường, tự học UT để làm luận văn. Nói chung mình thấy các bạn mà có thể làm luận văn tốt nghiệp bằng game là mình ghét lắm. Tại vì hồi xưa mình đâu có được như thế, hồi xưa mình phải làm web để làm luận văn, mặc dù mình rất thích game. Nói chung thấy bạn nào là ghét lắm. Mình sẽ review, mình chê cho chết con game mình luôn. Thì bạn ấy chia sẻ là sản phẩm nộp thực tập tốt nghiệp, game thể loại thẻ bài đánh theo lượt. Thì mình có chơi rồi, con game này giống như là cái con game Accident of God ấy, mà trong Discord hay là con nào nhỉ, để mình xem. Mình có tải con đấy rồi, để mình xem là đâu rồi nhỉ. À đây, con này này, con này thể loại tương tự như con game Accident of God này, em nào có thể lên Steam mua được nhá. Đây mình sẽ không 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 đi nói quá nhiều về cái con game Accident of God ấy, nhưng mà thể loại tương tự như vậy đấy. Thì em có thể hướng dẫn, tức là bạn ấy có để phần hướng dẫn chơi ở giao diện đây, mở cho anh em xem con game đấy, phần hướng dẫn chơi tutorial đây, anh nói đây chỗ này đây, ý là nó là chỗ này này. Thì con game mình đang bị lỗi về 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 giao diện và kích thước một chút, cho nên là khi chơi anh em phải để cái kích thước nó dài dài như thế này này, ở chiều chiều ngang, nó ngắn hơn chiều dài như thế này thì cái giao diện nó sẽ không bị lỗi. Chứ còn mà chiều dài nó dài quá đúng khung hình màn hình thì nó bị lỗi cái đấy, thì tác giả chú ý sửa cái này trước khi nộp cho thầy cô. Thế còn không thì nói cho thầy cô như vậy. Rồi ấy thì có một số hướng dẫn và bạn ấy gửi cho mình cả hai file, một file V5 thường, một file V5 public. V5 thường thì nó lên nhanh lắm, lên 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 quái, lên level nhanh, đánh đánh không nổi, đánh tí là thua. Còn cái này thì đỡ hơn một chút, tuy nhiên đỡ một chút xíu thôi, chúng ta sẽ nói vấn đề đấy sau nhé. Xong đấy, bạn ấy có hỏi là con game này còn những điểm gì cần phải bổ sung, thì mình sẽ nói từ từ chứ. Tiếp theo là con game này là ứng tuyển fresher intern được chưa? Được rồi, nhưng chúng ta cần thêm hai thậm chí là ba con game nhỏ nhỏ như thế này nữa. Các bạn không cần làm một con game siêu to khổng lồ, các bạn lấy số lượng trước đi, nên là intern mà, ta lấy số lượng trước là các bạn làm những con game này là ok rồi này. Nhưng mà các bạn làm thêm khoảng hai hoặc ba con game có cái concept khác, tức là đừng làm game thẻ bài nữa, làm game bắn nhau này, làm game đua xe này, hoặc là để platform này, hoặc là làm một cái 3D gì nhỏ nhỏ nào đấy cũng được, là bỏ ba cái đấy vào trong CV đi thực tập intern fresher là được rồi. Phải nên 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 hai ba con chứ, một con mình thấy không đủ các bạn. Một con thì nói chung là mình là cái người dễ tính như mình ấy, thì có thể mình sẽ chấp nhắm nhắt cho qua, nhưng mà có rất nhiều người họ cũng hơi khó tính các bạn ạ. Mặc dù họ đang tuyển intern nhưng mà họ yêu cầu rất là cao, thì chúng ta làm thêm hai hoặc ba con thì cũng ổn đúng không đấy. Thì coi chừng các bạn có thời gian hay không, nếu các bạn là năm cuối rồi không có thời gian rồi thì chắc nhắm mắt nộp cái này đại thôi, và trong lúc đợi thì các bạn có thể làm thêm hai ba con game nữa, mình khuyên là nên như thế. Và nếu anh em nào mà đam mê về game thật sự á, thì cho dù là có đi làm ở công ty, tối về vẫn nên làm game thêm, chứ đừng làm để kiếm tiền ở công ty không, thì lúc đấy cái đam mê của anh em nó sẽ mai một dần. Đấy, anh em nào đang làm đúng chuyên ngành, ấy sáng đi làm công ty mà đúng chuyên ngành game nữa thì tối về nên làm game thêm, nó rất là tuyệt vời. Chứ không như mình bây giờ sáng đi làm việc khác rồi tối lại về làm game thì nó không có nhiều nhiều thời gian cho game được, rất là uổng. Đấy. Câu thứ ba là do thời gian có hạn nên chỉ làm được chừng này. Đấy. Em có nên làm tiếp độ khó sau này hay nên làm game khác? Anh vừa nói xong nên làm lên game khác em mà. Tại vì để mà em làm cho nó hoàn thiện một con game cái bây giờ thế này nó tốn rất nhiều thời gian, và anh nghĩ là cái thời gian đầu của em khi làm game nó không nên tập trung cố hoàn thiện một con game, mà nên làm khoảng hai ba con game nhỏ nhỏ để tích lũy kinh nghiệm và học cách dừng một con game anh em ạ. Tại vì lúc mà mình mới làm game cái thời mấy năm trước, học tự học UT, mình bị cái bệnh đó là ham làm to, cứ đâm đầu làm một con game rất là to cũng không được. Nhưng mà mình phát hiện ra là chúng ta nên học trước, học ít nhất phải học 5 7 con game trước. Đấy, một con game như thế này, hai ba con game nữa, học học tiếp khoảng 3 4 con game. Khi nào cảm thấy mà mình có phải finish game được, tức là mình khi nào mà anh em ngồi xuống em nghĩ ra từ một cái ý tưởng nào đó mà anh em tự tin là anh em có thể hoàn thành nó trong vòng 3 tháng thì anh em phải ngồi xuống. Bởi vì thực sự là khi mà anh em nghĩ anh em hoàn thành được trong 3 tháng, nhưng thực tế là anh em phải mất tới 6 tháng tới 9 tháng mới hoàn thành được con game đó đó. Thì lúc đó hãy hãy ngồi xuống, hãy lập một kế hoạch trong đầu 3 tháng và sẵn sàng thời gian tới 6 tháng tới một tới 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 9 tháng để hoàn thành con game đấy, sẵn sàng như vậy. Thì lúc đấy mới mới là nên làm game thật. Đấy. Và thậm chí cho dù là như vậy anh em vẫn có thể ngã sấp mặt anh em, nên là cứ làm nha. Làm game nó khó khăn, nó khắc nghiệt lắm, nhưng mà cố lên. Rồi, đấy là sơ sơ về câu câu 2 và câu 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 3 nhé. Bây giờ quay lại câu 1 này. Con game này cần gì bổ sung? Ngay vào cái tutorial, ngay vào cái giao diện thì mình thấy cũng khá là ổn rồi.
mình không biết là các bạn tự vẽ hay bạn lấy cái gia đình ở đâu, nhưng mà với cái style này mình thấy rất là ổn, cái phong chữ cũng rất là ổn. Đấy. Tuy nhiên cái tutorial đang có một cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế này, thì ra bạn cũng có chia sẻ là bạn không đủ thời gian làm, thì mình ở đây mình chỉ nói là nếu như mình làm thì mình sẽ làm như thế nào để cho tốt hơn, chứ mình không nói làm như vậy là tệ nhá. Thì thứ nhất ở đây này có hướng dẫn này, trái chuột để sử dụng thẻ bài, ok không vấn đề gì cả. À, nó ghi là bạn sẽ có thêm lượt nếu như đánh trúng vào nhược điểm của con quái. Đấy, thì đây chính là vấn đề này. Thật ra chúng ta không cần đưa cái này ra, chúng ta không cần đưa cái vấn đề là được thêm lượt khi đánh trúng quái ra, mà các bạn phải làm cho gameplay người chơi nhìn thấy như vậy luôn, nhìn thấy chơi ờ à, tôi đánh trúng nhược điểm của con quái, tôi được thêm điểm là trong lúc chơi, trong lúc play này, này là người ta biết được cái thông tin đấy luôn, chứ không cần phải đọc tutorial mới biết cái chuyện đấy. Còn trong con game này nếu không đọc tutorial thì hoàn toàn không biết cái chuyện đấy tồn tại anh em ạ. Đấy là cái không 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 tốt nhé. Chúng ta phải làm gameplay, tức là các bạn làm sao để có tutorial nó đơn giản nhất có thể, và người ta sẽ học, người ta sẽ học, người ta sẽ ngộ ra cái gameplay của con game thông qua cái việc chơi, chứ không phải là ngộ ra cái gameplay của con game thông qua việc tập tutorial, không phải nhé. Tutorial chỉ là giúp chúng ta bắt đầu với con game thôi, còn cái việc học và hiểu biết về con game là chúng ta phải thông qua cái gameplay, ok chưa, chứ không phải như thế này nhé. Take a big damage will hit it element, cái này mình cũng không hiểu lắm là cái ý là gì, take, tức là đánh gì đấy, nhưng mà mình không hiểu lắm chỗ này. Đấy, phải chuột để hủy lá bài, thì theo như gameplay á, khi mình phải chuột á là mình hủy lá bài thì quái vật nó vẫn đánh mình. Thế thì tại sao lại phải làm như thế? Chúng ta sẽ nói sâu về vấn đề này nhé. Thì mình nói luôn nhé. Đây này, bây giờ mở game ra nhé. Bạn nhìn thấy nhé, đây là tên của nhân vật. Bây giờ mình hủy lá bài đi, mình hủy lá bài yếu yếu như là lá bài băng đi. Hủy. Đấy, thì hủy xong á thì quái nó vẫn đánh mình. Thế thì hủy làm gì? Tại vì khi mình đánh một lá bài ra, mình đã mất một lượt. Đấy. Thì mình đã mất một lượt rồi thì quái vẫn đánh mình, đáng lý á, khi phải chuột hủy á thì chúng ta sẽ nhận được một lá bài mới, nhưng mà chúng ta vẫn có cái tên đấy, tại vì bây giờ chúng ta đã mất một lượt rồi, đã không được tăng đam rồi mà còn bị quái đánh nữa, nghe nó hơi kỳ cục ấy, nó hơi hơi sai sai chỗ này. Đấy, anh em nào chú ý chỗ này nhá, mình tiếp nhá, mình chưa gameplay vội đâu. Đó là cái phần thứ hai này, tức là cái tính năng này các bạn không nên đưa ra, mà đưa ra mà bị như vậy nữa thì nó rất là dở. Đấy, tính đó là chỗ này. Tiếp theo là đánh bại enemy để được điểm cao hơn, ok cái chuyện này thật ra không cần phải nói, cái chuyện này không cần phải nói mọi người ạ. Tutorial phải ngắn gọn đấy, những cái gì mà hiển nhiên rồi không cần đưa vào, những gì mà người chơi có thể học được trong lúc play ta không cần đưa vào, ok chưa. Để mình rồi ok, tiếp theo quái vật sẽ mạnh hơn khi đi sâu vào, chả cần phải nói đấy. Là thế thì có nghĩa là cái gì, left click để tấn công, right click để hủy lá bài, chấm hết. Tutorial thì có vậy thôi, và có khi cũng chả cần phải tutorial nữa với cái gameplay đơn giản như thế này, vì cái con game này nó chưa có gì phức tạp phải tutorial cả. Đấy thì tutorial cũng tốt, ok chưa. Rồi bây giờ chúng ta vào con game này. Con game này gameplay của nó như mình nói, nó tương tự như con Ascent of God. Mình nghĩ là nếu như mà tác giả muốn biết làm một con game hoàn thiện, làm con game này hoàn thiện như thế nào, hãy tải và chơi thử con Ascent of God này. Đấy, nó là một cái con game hoàn thiện trong cái thể loại này rồi. Đấy thì cái câu chuyện ở đây là gì, câu chuyện ở đây ấy, là chúng ta tấn công và quái vật tấn công lại, và chúng ta sẽ được random nhận những lá bài, đơn giản thế thôi. Tuy nhiên cái sự đơn giản này nó dẫn tới một cái sự mất cân bằng game rất là lớn. Tại vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta bị quái vật tấn công, chúng ta không nhận lại được một cái gì cả. Trong cái thể loại game này này, các bạn có thể hiểu rằng đây là một dạng của roguelike. Roguelike có nghĩa là gì, khi các bạn đi vào một cái dungeon, khi các bạn tạo một cái game, các bạn có thể sẽ bị chết, và cái chết các bạn có thể mất hết tất cả mọi thứ, tuy nhiên các bạn phải nhận lại một cái gì đó để lần chơi tới các bạn đi dễ hơn. Đấy là đặc điểm của những cái game roguelike và cái tính chất random ấy, và cái con game này đang không có như vậy. Khi mà anh em chết, khi anh em bị quái chết, anh em đi lại từ đầu, bắt đầu con số không, và anh em phải dựa vào, tức là anh em đi đi càng sâu vào dungeon được hay không là dựa vào cái sự may mắn anh em có chỗ này. À, cái này mình thấy không ổn, mà mình thấy không ổn. Tức là càng chơi người chơi trả được cái gì ngoài cái sự may mắn, và nó không động lại cái gì cả, nó không có tạo động lực cho người chơi cố gắng lần chơi tiếp theo. Ví dụ bây giờ mình đi chỗ này nhá, mình tấn công chỗ này ấy, mình bị mất máu thì mình hồi máu, và khi hồi máu cũng bị đánh đánh lại đấy, cái tức là mình hồi được 7 máu thì người thì con quái đánh mình mất 5 máu, chính ra mình chỉ hồi được 2 máu, thì đây là một cái điểm trừ trong cái game level design của cái hồi máu này rồi. Đấy, cái đấy mình không nói thì làm sao tốt hơn, thật sự mình cũng chưa nghĩ ra, mình chưa ngồi xuống mình chưa nghĩ sao được, nhưng mà con game có rất nhiều vấn đề, nên đấy một trong những vấn đề đó. Bây giờ chúng ta tấn công con quái này, đấy, mình trừ cả nó, mình đang nhiều máu mình chưa sợ, mình tấn công nó,
Đấy, mình tấn công tiếp nó chết. Đấy thì thì what? Emi lại còn tự hồi máu nữa. Đấy để làm cái. Đấy, tấn công cho nó chết. Tấn công cho nó chết. Đấy. Đấy, thêm một cái nữa nhé. Hồi nãy tôi hướng dẫn á là con quái nó có nhược điểm, thì thật sự mình không biết nhược điểm là gì. Mình đang đoán là cái hệ của cái yếu tố này, cái element của cái đòn đánh này nó sẽ khắc chế một số loại quái nào đó, và ở đây không hề có một cái giao diện nào thông báo cho biết là tôi đánh trúng nhược điểm, và phải nên cho quái biết là nhược điểm là gì, nó là critical hay là nó chỉ đơn giản là một cái sự kỵ yếu tố chỗ này, ví dụ như là con sương này thì nó kỵ lửa ấy, rồi một con chim thì nó kỵ gió, thì phải có một cái thông báo nào rõ ràng trên màn hình nó kỵ. Còn nếu như cái weakness mà người ta nói ở trong cái đầu game chỗ này này, đây, trong trong cái tutorial nó có nói tới một cái khái niệm gọi là weakness, tức là điểm yếu, thì mình hoàn toàn không biết được điểm yếu là gì ấy. Và cái tốc độ play game nó cũng rất là nhanh, để mình thử nhé. Đây này, đấy, deal nó, tức là tấn công nó xong nó tự hồi máu. Đấy, đây là enemy Unova attack, đã thông báo như này nó rất là nhanh. Đấy là những cái vấn đề nhé, thông báo này rất là nhanh. Các bạn nên làm theo kiểu stack, tức là chúng ta nhìn thấy được từng ở đây hàng thứ nhất là action này, hàng thứ hai action kia, action ba, và chúng ta sẽ lấy được đâu đó khoảng 5 tới 7 action vừa rồi. Đấy, tức là 5 tới 7 action cuối cùng ta lưu lại. Cho nên mình chưa biết, nhưng bây giờ các bạn bấm rất này rất là nhanh. Cho nên mình cũng không biết được rằng là cái weakness mà các bạn mô tả trong 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 tutorial nó là cái nào, mà mình bây giờ mình cũng không biết luôn. Nên nên rõ ràng cái đấy ra, tức là cái gameplay nó có cái yếu tố đấy, phải bằng một cách anh em phải đọc cái đấy vào mắt người chơi cho người chơi thấy luôn là nó có cái đấy. Chứ còn anh em đừng có quan điểm rằng các bạn lập trình viên, các bạn code ra, các bạn hiểu con game thì người chơi cũng phải hiểu y như chúng ta. Người chơi họ không hiểu đâu, như mình đây này, mình là với tư cách là người chơi nhé, mình hoàn toàn không biết được cái weakness hệ thống nó hoạt động như thế nào, hoàn toàn không biết được. Ok chưa? Rồi bây giờ ta đi tiếp xem có cái gì thú vị để mà comment hay không, chứ còn đây nó không có gì thú vị nữa cả. Đấy, thì cái yếu tố element này nó random rồi. Đấy, con game có một cái vấn đề nữa là chúng ta sẽ chắc chắn thua nếu như chúng ta không bóc được lá bài hồi máu, và khi chúng ta thua chúng ta đi lại từ đầu, chúng ta không được một cái tiến trình phát triển nào cả. Đáng lý là chúng ta sẽ làm một cơ chế là khi mà các bạn giết quái thì mà sẽ được điểm, đấy, được điểm, được vàng, và chúng ta sẽ dùng vàng đấy để ta nâng máu. Đơn giản như vậy thôi. Các bạn dùng hệ thống các bạn làm ra một cái hệ thống vàng cực kỳ đơn giản, một con số nào đó trong memory, bộ nhớ, cho một lá thư ghi là số lượng vàng, giết con quái là được vàng đấy, và các bạn dùng vàng để tăng số lượng máu. Chừng đó thôi là nó tạo động lực cho người chơi đi lần tiếp theo, bởi vì lần tới tiếp theo họ sẽ có nhiều máu hơn, người ta sẽ đi sâu vào trong cái level hơn, đi được nhiều tầng hơn, nó cũng có một sự phát triển. Còn như ở đây chết lại là từ đầu, cảm giác nó rất là bất lực, không không có làm được cái gì gọi là tiến triển cả. Như là chơi nhé, mình sẽ cố tình chơi để thua cho mọi người xem. Đấy, lên 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 càng cao quái nó càng mạnh, tức là con game này đi càng sâu quái càng mạnh, nhưng chúng ta chả bao giờ mạnh lên cả. Chúng ta có chừng đó là chúng ta có những cái skill random này, và đôi khi chúng ta thua chúng ta còn yếu hơn nữa, thì đấy là cái vấn đề đang không ổn của con game này. Đấy, nó chỉ có như vậy thôi, và hy vọng là tác giả có thể ngồi xuống đủ thời gian để sửa con game này trước khi nộp bài cho thầy, bởi vì tác giả gửi cho mình con game mà cũng khoảng 3 4 tuần rồi, nhưng bây giờ mình có thời gian mình review. Hy vọng là tác giả vẫn còn thời gian để sửa lại làm sao để chúng ta có thể có động lực chơi. Đấy, còn về cốt truyện thật ra chưa cần đưa vào cốt truyện đâu, sẽ có một số thầy khó tính thầy bắt làm cốt truyện, nhưng mà em cứ cứ cố gắng nộp bài code chuẩn, thầy hỏi code chỗ nào em trả lời được hết là được rồi, không cần phải hiểu hết tất cả mọi thứ. Ok chưa? Thầy chúc em có thể tốt nghiệp được với con game này ở điểm cao nhé. Điểm cao thì chia sẻ trong Discord cho mọi người cùng biết với nha. Ok, chào em.